Ok, xin chào các bạn Zsup fan yêu quý của Belo và rất là vui khi gặp lại các bạn trong buổi chiều ngày hôm nay trực tiếp tại Belo. Và như các bạn đã biết thì chúng ta đã có phiên bản GBA GBA 900 là một module hoàn toàn mới của Zsup và tiếp tục bổ sung cho dòng Z-Squat là dòng Zsup tối ưu cho việc tập luyện với bộ đếm bước chân rất là nổi tiếng với các bạn mà chúng ta yêu thích tập gym hay là chúng ta yêu thích chạy bộ từ trước đến nay rồi. Và với dòng Zsup Z-Squat thì chúng ta đã có những cái tượng đài như là GBA 800 hay là GBD 800. Ok, và tiếp tục thì chúng ta sẽ có được phiên bản hoàn toàn mới là GBA 900. Và phiên bản GBA 900 này thì cũng đã phục vụ các bạn Belo trong Hồ Chí Minh một thời gian rồi. Tuy nhiên thì do lý do dịch bệnh Covid nên là cái phiên bản GBA 900 này cập nhật ở Hà Nội nó hơi bị muộn. Và do đó thì trong video clip này thì mình mới có thể đập hộp được cho các bạn xem. Và mình cũng rất là mong thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những cái hình ảnh mới nhất và trực quan nhất về dòng GBA 900 này. Và hiện tại thì Belo chưa có được cái dòng GBA 800 do nó đang bị cháy hàng, nó đang hết hàng. Và Belo xin nợ các bạn một cái video so sánh giữa GBA 800 và GBA 900 trong thời gian tới nha. Ok, chúng ta đập hộp trước GBA 900 với module 5641. Phải nói là cực kỳ là đẹp nè, thưa các bạn, và khi mà mình trên tay thực tế nó mình mới bất ngờ về cái độ đẹp của nó. Rồi, và các bạn có thể thấy là G-Shock GBA 900 của chúng ta sẽ tiếp tục là một mẫu G-Shock G-Squat được tối ưu cho việc tập luyện với cảm biến đo bước chân và phục vụ cho cái việc tập luyện của chúng ta rất là nhiều. Và khác với cả G-Shock GBA 800 thì với GBA 900 chúng ta sẽ sử dụng cái smartphone app là G-Shock Move hoàn toàn mới, tương tự như là những mẫu như là GBX100 thì chúng ta cũng sẽ sử dụng cái mẫu app Zsup Move này. Thì trong video clip tiếp theo thì mình sẽ tìm hiểu về cái Zsup Move này và sau đó mình sẽ clip và chia sẻ cùng các bạn chúng ta cách kết nối cũng như là chúng ta tinh chỉnh một số những chức năng. Thì trước tiên thì các bạn có thể scan cái QR code này và sau đó là các bạn download cái ứng dụng Zsup Move này ở trên các chợ ứng dụng ở trên Android hay là iOS của các bạn. Và ở đây thì hãng Casio họ cũng liệt kê cho chúng ta ba cái tính năng chính khi mà các bạn kết nối với cả Zsup Move, đó là training status, tức là chúng ta sẽ có những cái thông tin, những cái thông số về cái quá trình tập luyện của chúng ta. Chúng ta sẽ graph your training status and each train quickly. Đó, tức là những cái thông tin nó sẽ được cập nhật một cách đa dạng hơn và cập nhật nhanh hơn. Achievement, tức là những cái mục tiêu mà các bạn set vào trong app và sau đó là các bạn có thể tập luyện để hướng đến cái mục tiêu đó, và khi mà các bạn đạt được một cái mục tiêu nào đó thì nó sẽ hiển thị cho chúng ta một cách rõ ràng hơn và giúp cho chúng ta cải thiện thành tích một cách liên tục. Và chúng ta cũng có thể lên được những cái kế hoạch tập luyện training plan với cái app Zsup Move này rất là hay ho. Thì đây sẽ là một cái phiên bản mà các bạn yêu thích tập luyện chúng ta cực kỳ là đáng sở hữu. Và với những cái nhu cầu đơn giản thì các bạn có thể thấy là kể cả các bạn ít sử dụng những cái tính năng tập luyện của Zsup GBA 900, nhưng mà theo mình thì mình thấy là với một cái thiết kế đẹp và đã như thế này thì kể cả các bạn có dùng cái tính năng đó hay không thì chúng ta vẫn nên sở hữu GBA 900, rất đẹp thưa các bạn. Và chúng ta vẫn sẽ có thẻ bảo hành quốc tế này, và chúng ta sẽ có sách bảo hành quốc tế như thông thường rồi. Chúng ta vẫn được bảo hành 5 năm ở trên toàn quốc Việt Nam và 1 năm ở trên thị trường quốc tế với bảo hành điện tử 5 năm toàn quốc và thẻ bảo hành quốc tế 1 năm. Và chúng ta sẽ có cái user guide cho module 5641. Cái này thì Belo cũng sẽ cần phải tìm hiểu và sau đó sẽ show đến các bạn trong các video clip sắp tới nha. Rồi, và mở hộp ra chúng ta xem qua về thiết kế sản phẩm trước đi. Rất đẹp thưa các bạn ạ. Và mình có một lời khuyên với các bạn là chúng ta đã yêu thích cái thiết kế này, các bạn nên mua nhanh nha. Và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ về cách sử dụng và mình cũng sẽ tự thưởng bản thân phiên bản này vì nó quá là đẹp thưa các bạn. Rồi, và xin chào các bạn phiên bản GBA 901A. Và lần đầu tiên khi mà chúng ta nhìn qua cái phiên bản GBA 900 này thì có thể nói là chúng ta sẽ có được một cái phiên bản G-Shock mỏng này. Đó, chúng ta sẽ có những phiên bản G-Shock rất là mỏng này. Đó, tuy nó không thể mỏng được bằng GA 2001, tuy nhiên thì chúng ta sẽ có được một cái nhìn ngay lập tức rất là cuốn mắt khi mà chúng ta mới nhìn lần đầu GBA 900. Thứ nhất là nó rất là nhỏ gọn này. Thứ hai là các bạn nhìn những cái đường nét của nó với những nhát cắt hay là những cái chi tiết được cắt vát rất là sắc sảo và phải nói là tuyệt vời. Và với những cái cách xử lý vật liệu là lần đầu tiên mà mình thấy Casio G-Shock họ
áp dụng lên những chiếc đồng hồ Z-Shock. Ví dụ như là ở đây chúng ta sẽ có những cái lỗ thông hơi ở trên phần đầu dây này, đem lại sự thông thoáng khi mà tập luyện. Và thêm nữa là Casio Z-Shock họ sử dụng cái một cái khối nhựa này, nhựa trong suốt, nó hơi nó trong suốt và nó nhuộm nhuộm màu xám khói, rất là được thịnh hành ở đây, và nó được hoàn thiện theo kiểu nhựa bóng rất là đẹp, và nó tạo nên một cái hiệu ứng, một cái chiều sâu và những cái đường nét nó khác hẳn những chiếc đồng hồ Z-Shock khác thông thường, và nó sẽ đồng bộ với cả cái vạch chỉ giờ. Vạch chỉ giờ được sơn phủ kim loại đen bóng này, rất là tuyệt vời. Mình thích nhất là ở cái điểm này, mình thích nhất là cái hai cái lỗ thông hơi ở dây này và những cái vạch chỉ giờ này đó. Và các bạn sẽ nhìn thấy những cái thiết kế mặt của GBA 900 của chúng ta, nó sẽ làm nổi bật lên cái màu đen, nó rất là đã. Chúng ta sẽ có một cái bộ dây vỏ màu đen mờ, và ở đây chúng ta sẽ có những cái chi tiết màu đen bóng, được sơn đen bóng rất là tuyệt vời. Và kim giờ phút của chúng ta sẽ được sử dụng kim hình lưỡi kiếm và thân kim phủ dạ quang, giúp chúng ta rất là dễ dàng xem giờ trong bóng tối. Và ở đây thì đó là một chiếc GBA 900, là một chiếc được tối ưu cho quá trình tập luyện, và Casio họ cũng quảng cáo là chúng ta sẽ có cái double LED light với cường độ sáng cực kỳ là tốt. Và mình có bật qua đây, các bạn có thể thấy là trên bàn làm việc của hiện tại của mình thì đang có 3 cái đèn. Và với những chiếc đồng hồ Z-Shock thông thường khác thì khi bật đèn lên chúng ta sẽ không thấy nó đánh bật lại được 3 cái đèn mà mình chiếu vào đồng hồ để cho các bạn xem cho nó sáng. Nhưng mà với GBA 900 thì chúng ta cảm thấy là các bạn có thể nhìn rõ cái module đèn nó ở vị trí gần 4 giờ ở đây. Và nó sẽ là dual LED light với đèn LED sáng cả màng số cũng như là kim giờ, và kết hợp với cả kim giờ phút được phủ dạ quang nữa, thì mình tin chắc là các bạn sẽ xem giờ trong bóng tối, hoặc là các bạn chạy bộ ngoài trời những cái lúc mà chạng vạng tối, thì chúng ta sẽ có được một cái cảm giác đeo và xem giờ cực kỳ là dễ dàng với cái kim dạ quang và đèn LED double LED light. Và với cái GBA 900 này thì thực sự nó là một phiên bản mà mình muốn lên tay ngay. Đó. Cổ tay là mình là 16, thì với cái kích thước của GBA 900 này thì nó sẽ có thể phù hợp cho cực kỳ là nhiều các cái dạng cổ tay của khác nhau. Thì các bạn có cổ tay khoảng tầm 15cm trở lên là chúng ta có thể đeo được. Và với GBA 900 thì chúng ta sẽ có kích thước chi tiết cũng được Belo đăng tải đầy đủ trên website belo.vn, website số 1 về đồng hồ Z-Shock tại thị trường Việt Nam hiện nay. Và chúng ta sẽ có 51,3mm cho chiều cao, 48,9mm cho bề ngang và 16,6mm cho độ dày. Và chúng ta sẽ có tổng trọng lượng là 61g. Và với cái độ dày này thì nó cũng chỉ dày hơn một chút so với cả khoảng 3mm so với cả GBA 21 là chiếc Z-Shock mỏng nhất thôi. Và cực kỳ là đẹp và đã được các bạn. Các bạn thấy ở trên tay quá đẹp không các bạn? Các bạn thấy là chúng ta có, mình có cổ tay 16 và các bạn có cổ tay bé hơn mình một chút, thì chúng ta cũng đeo rất là thoải mái với một cái kiểu càng gập như thế này, nó rất là gọn gàng. Và các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta sẽ có những cái đai ở phần cầu nối giữa khung benzen của đồng hồ và dây, nó sẽ giúp cho chúng ta đeo nó êm hơn. Và một điểm đặc trưng của những chiếc Z-Shock Z-Squad mà GBA 900 của chúng ta cũng được thừa hưởng, đó chính là những bộ dây bằng nhựa urethane. Thì với các bạn mà chúng ta đã sử dụng GBA 800 thì các bạn đã cực kỳ ấn tượng với cái bộ dây này rồi, thì lên GBA 900 của chúng ta tiếp tục nhận được cái bộ dây rất là tuyệt vời như thế này. Nó cũng là một trong những cái thiết kế để tối ưu cho việc tập luyện. Chúng ta sẽ có những cái chất liệu dây nó rất là mềm, và cùng với đó là chúng ta sẽ có những cái điểm, những cái lỗ cài dây được bố trí rất là sát nhau và rất là nhiều như thế này, để giúp cho các bạn có thể nhanh chóng chúng ta tìm được một cái điểm cài dây phù hợp nhất và thoải mái nhất với cổ tay của chúng ta. Và mình đánh giá thì trong những chiếc đồng hồ Z-Shock nói chung thì GBA 800 và GBA 900 cho mình một cái cảm giác trên tay đeo thích nhất. Nó rất là mịn, nó rất là mềm ở cái phần dây, và hai nữa là những cái lỗ cài dây của nó sẽ rất là sát nhau. Ví dụ là mình cảm thấy hơi chặt một chút thì mình có thể nới ra. Đó, nới ra hoặc là chúng ta siết vào. Đó, nó cực kỳ là rất là tuyệt vời. Và một điểm nữa là chính là ở trên bộ dây của GBA 900 chúng ta cũng sẽ được sở hữu một cái bộ khóa dây đặc trưng của dòng Z-Shock Z-Squad. GBA 800 chúng ta được kết hợp giữa hai vật liệu, đó là nhựa này và thép này, đem một cái sự chắc chắn, và cùng với đó là chúng ta có được những cái đường nét thiết kế rất là khỏe khoắn với những đường cắt vát rất đẹp. Đó, chúng ta sẽ có cả cái này là
cái mà cải tiến so với cả GBA 800, chúng ta sẽ có những cái lỗ thông hơi rất là đẹp ở đây. Màn hình của GBA 900 thì chúng ta vẫn nổi bật với kim giờ và kim phút, và ngoài ra chúng ta sẽ gồm có ba cái sub-dial. Sub-dial xem thông tin chung này, thứ này, ngày tháng này, và đây là giờ này. Mình chưa kết nối thử cái GBA 900 này vào điện thoại, do đó là mình sẽ chưa có thể show được cho các bạn chi tiết những cái chức năng ở trên mặt của đồng hồ. Nhưng mà trong video clip tiếp theo thì Belo cũng sẽ show cho các bạn xem. Và video clip này thì mình show cho các bạn chủ yếu chung về cái thiết kế của GBA 901. Thực sự là quá đẹp thưa các bạn. Rồi, và ở đây thì chúng ta có hai cái đai này, hai cái đai để giúp là chúng ta đeo đồng hồ nó cho trải nghiệm đeo nó ôm tay hơn này. Và các bạn sẽ thấy là cái đai này cũng được cải tiến này với một cái lớp nhựa Smoky Skeleton rất là phổ biến của Casio G-Shock. Những cái phiên bản như là GA2000 SKE hay là GA900 SKE đó, chúng ta vẫn được sử dụng vật liệu nhựa này đó, và nó cũng được đem lên GBA 900, đem lại cho chúng ta một cái phần nắp lưng cũng có thể coi là đẹp nhất từ trước đến nay cho một chiếc G-Shock G-Squad. Rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời cho các bạn. Và với lỗ thông hơi như thế này thì chúng ta sẽ có được một cái cảm giác đeo trên tay nó rất là thoáng. Thực sự là chắc chắn là Casio G-Shock họ cũng đã có những cái nghiên cứu về những cái trải nghiệm đeo từ cái dòng GBA 900 để chúng ta có được một cái phiên bản nâng cấp chất lượng như thế này. Một cái thiết kế rất là đẹp thưa các bạn. Và mình vẫn hoàn toàn bảo lưu cái quan điểm ngay từ đầu mà mình vừa mới đập hộp cho các bạn xem, đó chính là kể cả các bạn có không quan tâm đến những cái chế độ đếm bước chân hay là chúng ta tối ưu cho tập luyện, thì đây cũng là một chiếc đồng hồ G-Shock có một cái thiết kế rất đẹp để các bạn có thể yên tâm chúng ta sở hữu, với hai tính năng cơ bản là chống sốc và chống va đập, chống rung và chống nước ở mức 200m. Và GBA 900 của chúng ta sẽ có mức giá niêm yết là 4.244.000 đồng, và nó sẽ bao gồm đầy đủ cái chế độ bảo hành toàn quốc 5 năm, và các bạn có thể truy cập vào website của Belo để các bạn có thể tham khảo được mức giá sale rất là tốt tại thời điểm hiện tại. Và GBA 901A của chúng ta là một trong bốn cái phối màu khác nhau của dòng GBA 900, với GBA 901A này màu đen này, GBA 901A6 màu đen tím cũng rất đẹp. Và những bạn nào mà fan của Joker thì bạn sử dụng cái mẫu đấy cũng cực kỳ là phù hợp luôn. Và chúng ta cũng sẽ có những cái phiên bản GBA 900 màu trắng là GBA 907 này, màu cam GBA 904, GBA 900 1A9 à 1A6 là phiên bản màu đen tím rất là đẹp, cũng sẽ sớm được Belo đập hộp cho các bạn xem trong thời gian tới. Cái mẫu GBA 900 nó 1A6 nó làm mình gợi nhớ đến cái phiên bản GA 800 BL, phiên bản màu đen tím cũng được rất là nhiều các bạn đi shop fan yêu chuộng. Mà mình có thể nói là cái phiên bản GBA 900 1A6 nó mới là bất ngờ của cái G-Shock GBA 900, bốn cái màu được giới thiệu lần đầu tiên trong cái đợt ra mắt đầu tiên này. Ok, và mình cũng rất là mong sẽ nhận được sự ủng hộ các bạn trong cái video clip đập hộp GBA 900 1A6 sắp tới. Và điểm qua một chút những cái thông tin về chức năng của G-Shock GBA 900 1A cũng như là dòng G-Shock GBA 900 nói chung. Và có thể nói thì chúng ta chi ra một mức giá khoảng hơn 3 triệu với mức giá sale để Belo, thì những cái tính năng chúng ta nhận được có thể nói là rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ có kết nối Bluetooth này với điện thoại thông minh qua ứng dụng mà mới nhất của G-Shock là G-Shock Move, Shock Resistance.shock này, Mobile Link tức là kết nối với điện thoại thông minh, Automatic Connection tức là chúng ta tự động kết nối, và chúng ta sẽ có Step Tracker, bộ đếm bước chân đặc trưng của dòng G-Shock G-Squad, Auto Double LED Light tức là đèn LED kép, và không những kép mà lại còn kích hoạt được đèn LED tự động, và các bạn hoàn toàn có thể kích hoạt rất là dễ dàng khi mà các bạn kết nối với cả cái ứng dụng G-Shock Move. Một lát nữa mình sẽ kết nối cùng các bạn để chúng ta tinh chỉnh hết những cái chức năng này. Và bấm giờ thể thao với độ chính xác 1% giây, stopwatch này, chúng ta sẽ có countdown timer này, bấm giờ đếm ngược này, dual time, xem song song 2 múi giờ, five daily alarm, báo thức cùng lúc mà 5 báo thức hàng ngày này, và chúng ta sẽ có chống nước ở mức 200m, thoải mái đi bơi, đi biển và đi lặn để bình dưỡng khí. Và đây có thể nói là một phiên bản G-Shock đáng sở hữu nhất năm 2020 với vô vàn là nhiều tính năng trên một cái mức giá
cực kỳ tốt như thế này, và phiên bản GBA 900 hứa hẹn sẽ tiếp tục cháy hàng tại Belo, và các bạn có nhu cầu thì chúng ta có thể đặt mua ngay tại từ bây giờ với các dịch vụ ship và COD toàn quốc từ Belo Hà Nội và Belo Hồ Chí Minh, Belo Lê Thái Tổ và Belo Nguyễn Trãi. Rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn cho Gshop Fan trong video clip ngày hôm nay, và rất mong qua video clip này thì cũng đem được đến một số những cái thông tin hữu ích và những cái hình ảnh trực quan về phiên bản GBA 900 hoàn toàn mới vừa được Casio G-Shop giới thiệu chính thức tại Belo Hà Nội và Hồ Chí Minh. Và rất là cảm ơn sự theo dõi của các bạn và rất mong sớm gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo, các video clip về cách kết nối G-Shop GBA 900 với ứng dụng G-Shop Move. Rồi, và mình xin phép được kết thúc video clip ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.